Khoa, giám đốc điều hành của công ty cổ phần Vạn Phúc Việt Nam. Công ty mình thì hoạt động trong lĩnh vực cung cấp nguyên liệu, các cái giải pháp về nguyên liệu cho hệ thống các cái chuỗi cà phê và trà sữa trong ngành F&B. Bên mình là một cái mô hình mà nó bao gồm cả bán buôn và cả bán lẻ. Và chính vì mô hình cả bán buôn cả bán lẻ xong rồi hệ thống các cái chuỗi khách hàng kia cao, nên là thứ nhất là về giá thì có rất nhiều chính sách giá khác nhau cho các đối tượng khách hàng, nên cái việc quản lý dữ liệu nó sẽ rất khó có một cái phần mềm có thể là đáp ứng được đồng bộ tất cả. Trong công tác quản lý các cái dữ liệu và số liệu thì công ty mình đã từng có thời gian gặp rất nhiều những khó khăn và vướng mắc, bởi vì các cái phân hệ bán hàng ở trong các phần mềm cũ nó không đáp ứng được các cái tiêu chí là phân chính sách giá cho mỗi đối tượng khách hàng khác nhau. Và hiện nay thì khi mình dùng Amit nó đã giải quyết được tương đối hiệu quả. Trước đây thì mình phải áp dụng 2-3 phần mềm khác nhau và sẽ có một cái bộ phận để mà link giữa tất cả các cái phần mềm này lại với nhau, rất bất cập, bởi vì phải có một bộ phận hậu cần để có thể là link giữa cái phần mềm bán hàng và phần mềm kế toán, cũng như là phải có một cái dữ liệu để link giữa cái phần mềm CRM với phần mềm kế toán để có thể tính toán được tất cả các cái dữ liệu trên cùng một hệ thống. Cái việc này nó gây ra bất cập bởi vì là sẽ có rất khó để có thể là link tất cả các bộ phận này ăn khớp với nhau một cách đồng bộ, bởi vì không sử dụng chung một dữ liệu gốc. Đó. Cái thứ hai là dữ liệu thường xuyên bị lệch do cái nghiệp vụ khác nhau giữa các bộ phận. Và cái thứ ba là mình quản lý nhân sự là không được tốt. Bây giờ khi mà có Amit rồi thì nó giúp giải quyết cho mình tương đối tốt, bởi vì sử dụng chung một dữ liệu gốc với phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng, phần mềm xuất kho, nên là mình quản lý được tương đối tốt và đồng bộ. Phần mềm Amit thì với quy mô doanh nghiệp và mô hình doanh nghiệp của mình thì hiện nay đang là phần mềm mà mình đang thấy rằng là giải quyết được triệt để nhiều hơn các phần mềm khác trong việc quản trị, trong việc ra quyết định của ban giám đốc, ban điều hành, cũng như là trong việc mà quản lý tất cả các vấn đề về tài sản, nguồn vốn, rồi nhân viên, nhân sự. Cho nên là mình hoàn toàn tin tưởng vào cái ekip và đội ngũ của Misa cũng như là Amit trong cái việc mà triển khai hoàn thiện hơn nữa và hoàn thiện hơn các cái đơn vị khác về dữ liệu, phần mềm, về các cái option, các cái module mà để cung cấp cho doanh nghiệp, làm sao cá nhân hóa được với từng doanh nghiệp.